Với những bạn bắt đầu chơi slam rất dễ bị trạng thái không biết bắt đầu từ đâu và phải làm từ những công thức nào vì có quá nhiều công thức xuất hiện trên mạng đúng không? Để làm được tất cả những bạn slam xinh đẹp thì chúng ta đều phải khởi đầu từ một bạn slam basic và cơ bản. Vậy thì các bạn ơi, các bạn thường làm slam basic với bao nhiêu nguyên liệu? Comment cho chị biết với nha! Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slam basic từ đơn giản cho đến phức tạp, từ 2, 3 nguyên liệu cho đến 5 nguyên liệu nha! Đây, nguyên liệu đầu tiên không thể thiếu được chính là keo sữa PVA. Ở Việt Nam chúng ta thường hay dùng là keo sữa ATM, bỏ ra hộp xài cho dễ nhé. Chuẩn bị sẵn đồ đựng và cho keo sữa vào. Và cho thêm nước, sau đó quậy thật là đều. Bước này nắm giữ phần rất quan trọng trong việc slam của chúng ta có được mịn hay không đấy. Ok, chúng ta đến bước quan trọng nhất, quyết định độ thành bại của slam nhé. Đó chính là Vaporex, hay còn gọi là Activator, dung dịch làm đông. Các bạn sẽ phải làm quen với lại khái niệm này nhé. Nếu không dùng Borex, các bạn có thể dùng dung dịch rơ miệng ha. Có hai loại Borex, đó là loại Borex tinh thể thì nó kêu lạo xạo như trên video đó. Và loại thứ hai là loại Borex nhuyễn. Loại này là của Việt Nam, còn loại của Mỹ thì nó sẽ không có bị vón cục. Nếu nói là chơi Borex có hại hay không thì nó sẽ làm da chúng ta bị khô khi chơi, da tay đó. Còn nếu mà có hại là chỉ khi nào chúng ta ăn vào miệng thôi. Cho nên chị nghĩ là sau khi chúng ta chơi slam hãy luôn luôn nhớ rửa tay. Borex tan dễ dàng nhất là trong môi trường nước ấm, vì vậy nếu mà sử dụng nước thường thì nhớ phải quậy thật kỹ nha. Sau đó hãy bỏ vào trong một cái chai xịt để sử dụng được dễ dàng hơn. Công thức thì tùy người sử dụng, như của chị thì chị thường hay pha 210ml nước với khoảng 10-15g Borex đó. Nào, bây giờ chúng ta cùng qua đến một bước vô cùng thú vị đây. Hãy cho dung dịch Activator vừa mới pha xong vào dung dịch keo sữa và nước. Tiếp tục đảo trộn đều cho đến khi toàn bộ hỗn hợp tách ra khỏi đồ đựng. Lúc đó hãy lấy ra tay và bắt đầu nhồi. Nhồi càng kỹ bao nhiêu thì slam của chúng ta càng dẻo dai bấy nhiêu đấy. Bí quyết để thành công với cách này đó chính là khi pha Activator, hãy pha hơi loãng một chút để có thể theo dõi được độ đông của slam. Và khi nhồi thì hãy nhồi bằng tay, chúng ta sẽ biết được là slam đã đạt đến độ dai dẻo hay chưa. Chứ không thì cho quá tay Borex thì slam sẽ trở nên hơi cứng đó nhé. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Một bạn slam cũng còn hơi dính tay một chút, nhưng càng chơi nhiều thì nó sẽ càng bớt dính đó nhé. Và slam này càng chơi thì lại càng dẻo đó. Bình thường chị rất hay làm slam bự mà không biết sao hôm nay được hôm quay video chỉ cho các bạn thì lại làm slam tí hin. Nên là thôi các bạn coi đỡ nhé. Ok, với cách thứ hai này chúng ta lại bắt đầu với nguyên liệu chính là keo sữa. Lần này chị vẫn cho khoảng 2 muỗng thôi để làm mẫu nhé. Tiếp theo sẽ làm nước, trộn nước đều với keo để ra hỗn hợp keo sữa và nước. Và nguyên liệu quyết định sự dẻo và dai của slam đó chính là lotion, là sữa dưỡng thể hoặc là sữa dưỡng tay cũng được nữa nè. Chúng ta có thể thay thế bằng hand cream. Hand cream là kem dưỡng tay, vừa tốt cho da tay mà cũng làm mềm slam luôn. Hạn chế cho kem đánh răng vì khi cho kem đánh răng rất là dễ làm slam bị chảy nhé. Lại anh bạn người quen Activator, dung dịch làm đông. Tiếp tục đảo trộn cho đến khi slam tách khỏi đồ đựng. Lấy ra và tiếp tục nhồi cho đến khi chúng ta có một hỗn hợp slam không dính tay nữa nha. Nếu mới làm thì có thể khúc này sẽ khá là khó để biết khi nào lấy ra bắt đầu nhồi. Nhưng khi làm quen rồi mình sẽ thấy rất là dễ luôn đó. Chị là một tín đồ của nhồi bằng tay, có bạn nào giống như chị không? Comment bên dưới nha!
Với công thức này, chị em mình sẽ có một bảng slam rất là dẻo, tùy vào lượng lotion mà lúc nãy chị em mình bỏ vào đó. Nhưng đừng cho vào nhiều quá, thì khi trộn với lại activator dung dịch làm đông sẽ khó đông nhé. Và khá là thick, dày. Đây sẽ là một công thức làm slam dày của chúng ta nha. Có kem dưỡng và có khác, chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được khi nhồi slam. Chị em mình sắp có một bảng slam rất là dẻo đây. Đây chính là thành phẩm của chúng ta, khá là dày nè, clicky, và khi rờ vào nó không bị cảm giác rít rít như là cách thứ nhất. Đây là công thức chị cũng khá hay sử dụng đấy. Chúng ta lại bắt đầu với nguyên liệu chính là keo sữa. Tiếp theo sẽ làm nước, trộn nước đều với keo để ra hỗn hợp keo sữa và nước. Chính là lotion, là sữa dưỡng thể hoặc là sữa dưỡng tay cũng được nữa nè. Dầu rửa tay, nước rửa tay hay còn gọi là xà bông rửa tay, hand soap sẽ giúp giữ cho cái form của slime của chúng ta được chắc chắn hơn mà không bị xẹp. Baby oil. Baby oil là dầu em bé sẽ giúp cho slime được bóng đẹp. Lại anh bạn người quen activator, dung dịch làm đông, tiếp tục đảo trộn. Cho đến khi slime tách khỏi đồ đựng, lấy ra và tiếp tục nhồi, cho đến khi chúng ta có một hỗn hợp slime không dính tay nữa nha. Vì các bạn đã quá quen với các nguyên liệu rồi nên chúng ta sẽ đến với một công thức được cho thêm nha. Công thức này có thể làm ra slime, xốp nè, dẻo, bóng và clicky. Nguyên liệu vẫn gồm có những nhân vật quen thuộc gồm keo sữa, nước, kem dưỡng và thêm một chút shaving cream, kem cạo râu để tạo độ phồng cho slime. Hãy cho thêm một chút xíu nước rửa tay, hand soap và baby oil, các loại dầu dưỡng mà chúng ta có để tạo nên độ bóng nhé. Cho dung dịch kích hoạt slime vào từ từ và bắt đầu nhào trộn. Các em sẽ cảm thấy ngay cái độ phồng xốp được tạo ra từ kem cạo râu đấy. Và cứ thế là chúng ta đã có slime thành phẩm rồi. Và đây là lúc để chúng ta xem thành quả nè. Bóng nè, mềm và cũng hơi thơm thơm mùi hand cream nữa. Bây giờ đến phần thú vị nhất, đó chính là đảo trộn tất cả các loại slime từ nãy đến giờ chúng ta làm, gồm 3 nguyên liệu, 4 nguyên liệu, 5 nguyên liệu và 6 nguyên liệu. Nhìn qua camera chắc là các em không thể nhận ra được loại nào là bao nhiêu nguyên liệu đâu. Nhưng mà chị sẽ đảo trộn lại, nhìn cái texture, cái form của slime chắc các em cũng đoán ra luôn. Cái nào mà không có lotion á thì nó sẽ hơi cứng một chút xíu, nhưng mà không sao, cứ chơi nhiều thì các bạn ấy sẽ dẻo ra thôi. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các em đã theo dõi nhé. Nếu thấy hay thì nhớ nhấn subscribe, comment và like cho chị nhé. Bye bye, hẹn gặp lại ở các video lần sau.